đó mọi người, có anh chị nào sử dụng em retinol của nhà ZO này có cảm giác giống em không? Trời ơi, khi mà cầm em nó trên tay nha, phải nói là quá là đẹp luôn đúng không mọi người? Đẹp lắm luôn á. Nhưng mà còn khi mà sử dụng trên da nha, trời ơi, ta nói nó rát tê tái con tim luôn. Thật sự là rất là rát luôn á mọi người. Nhưng mà em hay nói cái câu là đắng cay ngọt bùi, trải qua cái sự đắng rồi cái ngọt nó rất là xứng đáng luôn á mọi người. Kết quả em nó mang lại thật sự là mình phải chấm điểm rất là cao luôn. Em này có chất kem cream đặc màu vàng ha, khi mà sử dụng trên da nó không quá là bết dính đâu mọi người, nhưng mà khi mà nó khô rồi á sẽ thấy như cái da mình có một cái màng ẩm ở trên, nó cảm giác là nhẹ không bị nặng mặt nha. Nhờ cái công nghệ retinol bọc và cũng cái cát dưỡng chất mà cả list như vậy á, nên là những cái hiện tượng như bong tróc da được giảm thiểu tới mức thấp nhất đó mọi người. Việc mà đẩy mụn là có nha, nhưng mà đẩy ra xong rồi gom hỗ trợ gom viên cũng rất là tốt luôn. Phải nói sau cái thời gian sử dụng á, trời ơi, da sẽ cực kỳ đẹp nha mọi người, mình phải công nhận nó rất là đẹp luôn. Đẹp nè, chống lão hóa nè, đã vậy là da rất là mịn luôn và da rất là căng bóng luôn, nên đây là một em phải nói là rất đáng để đầu tư. Nhưng có điều là giá rất là cao luôn mọi người, nên là thôi đúng là tiền nào của đó, nếu mình ráng được thì ráng mọi người ha, còn không được thì mình thôi mình có lựa chọn những cái dòng tầm trung mình sử dụng ha, rồi khi nào mình có điều kiện hơn thì mình tạo ngay cái em này.